Chào các bạn đến với buổi hướng dẫn Enscape 4.1 dành cho SketchUp. Buổi hôm nay là buổi 35. Buổi hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm về vật liệu đường ướt nước mưa. Đường ướt nước mưa trong Enscape. Trong Enscape thì đường ướt nước mưa chúng ta làm như thế nào? Nó rất là đơn giản à. Chủ yếu là bạn kiếm cho mình một cái map bẩn mà cái kiểu mà vệt nước mưa ở trên đường á. Vệt nước mưa trên đường. Thì ở đây mình sử dụng cái map này. Mình làm cái vệt nước mưa ở trên đường. Trong cái file này thì mình đã có sẵn một cái map đường. Một cái map đường mình UV ở trên cái bề mặt đường này. Cái map đường này mình sử dụng cái map đường này để làm ví dụ luôn. Cái map đường này á, đường này thì mình sử dụng cái map albedo là cái map bản thân của nó này. Đây thì mình sử dụng cái map normal làm cái map bơm bề mặt cho nó. Cái cường độ của bề mặt thì mình để là 150, mình tăng lên 150 cho nó gồ ghề một xíu. Còn cái mà phản xạ thì mình chưa có thiết lập gì nha. Mình đã mặc định là 90 nè. Thì bây giờ mà để tạo ra cái đường này nó ướt mưa á, nó có cái hiệu ứng mà ướt nước mưa á, thì chúng ta làm như thế nào? Thì đầu tiên á, là bạn kiếm cho mình được cái map bẩn mà dạng như này rồi. Bây giờ mình sử dụng nó thôi. Mình load cho nó vào cái mục phản xạ. Khi mình load vào cái mục phản xạ reflection rồi á, thì ở đây thì nó sẽ UV theo cái hiển thị của cái map đường luôn. Cái map đường này hiện tại là nó đang mình sửa lại cho nó đi, mình gỡ nó ra, mình tăng cho nó là 6 mét đi. Rồi khóa lại. Rồi cái map này mình tắt đồng bộ đi. Mình đưa nó về 5 mét luôn. Đó. Sau khi mà mình sử dụng nó vào trong cái mục phản xạ, sử dụng nó vào trong cái mục reflection đó mình load vào á, mình tăng cái kích thước của nó lên, miễn sao mình nhìn thấy cái chỗ ướt này nó hợp lý là được. Bạn thấy không, sau khi mình load vào này thì cái hiện tại á, mình không có đảo ngược map á, thì cái vùng mà tối này thì nó sẽ được hiểu là nó bóng nó phản xạ lớn á, phản xạ mạnh á, thì nó sẽ tạo ra hiệu ứng là ướt như thế này này. Còn những cái khu vực trắng này thì nó không có phản xạ, là những khu vực khô ráo. Nếu mà mình đảo ngược map á thì nó làm ngược lại, có nghĩa là những cái khu vực trắng ban đầu á thì nó sẽ là những cái chỗ ướt, còn cái những mà chỗ đen ban đầu á thì nó thành cái chỗ khô ráo. Vậy thôi, thì ướt nước mưa là nó như vậy. Bây giờ bạn muốn nó cái độ ướt nước mưa của nó, cái độ mà ẩm ướt đó, nó mạnh hơn nữa, thì bạn đừng có đảo ngược map. Bạn tăng cái này lên đi, mình tăng nó lên 5, ví dụ tăng nó lên 70 đi. Khi là nó phủ nó làm cho cái map của mình nó tối hơn nữa. Thì những cái chỗ mà nó đã ướt rồi này, nó sẽ càng phản xạ mạnh. Còn những cái chỗ mà nó không có ướt á, những cái chỗ trắng này bắt đầu, thấy không, nó có dấu hiệu là bắt đầu ẩm ướt này. Bây giờ mình tăng lên 50 luôn đó, thì tăng lên 50 thì những cái chỗ này á, nó có dấu hiệu là nó bắt đầu nó có dạng như giống như là nước mưa nó vừa khô ráo á. Quay lại thôi. Còn cái này là mình xoay cái map này, mình xoay 45 độ đi. 45 độ.
Thấy không? Cái chỗ nó ướt, cái chỗ nó sẽ giống như nó vừa khô xong. Tăng nó 70. Nếu mà giữ nguyên cái map ban đầu á, nó giữ nguyên cái map ban đầu á, thì những cái chỗ đen á sẽ là cái chỗ ướt, mà chỗ trắng á là chỗ ít có ướt hoặc là khô ráo. Nếu mà kéo về 100 á là nó sẽ khô ráo. Ví dụ cái này nó đang là 5, mình tăng cho nó 6 này. 6 này vết nước nó to ra. Đó. Tương tự đường cũng vậy, đường bạn cứ làm thoải mái. Tăng nó về không đi, nó ướt, tăng về không là nó ướt gần như hết luôn. Chỗ này nó cũng ướt, tăng nó về 30. Tăng nó về 30 thì nó ẩm ướt hơn. Chỗ có, chỗ không, chỗ đậm, chỗ ướt nhiều, chỗ ướt ít. Cách làm là vậy, cách làm là vậy, tìm cho mình một cái map bẩn mà nó dạng giống như là nó thể hiện được vẻ đất mưa. Sau đó là bạn load nó về cái mục reflection. Cái chỗ mà vùng vùng tối á thì nó sẽ là ướt nhiều, cái vùng sáng á thì nó sẽ là không có ướt, vùng trắng á, nó không có ướt. Còn bạn muốn mà nó ướt nhiều hơn nữa thì bạn giảm cái này xuống, giảm cái này xuống. Nhớ là bạn chỉnh cái kích thước của nó, miễn sao mà cái vết đọng nước á, những cái vết đọng nước bạn nhìn thấy nó theo cái ý bạn là được. Như thế này này, phải không? Nhìn từ xa này, nào mức nè, chỗ có chỗ không nè, giảm về 50 đi ra, cái chỗ kia nó khô ráo không đó. 50 là mình thấy tương đối đẹp, 50 là mình thấy tương đối đẹp. Mình nói lại nha, mình nói lại nè, đầu tiên đó là bạn thiết lập xong cái UV của cái map đường này bằng hai cái map albedo và cái map normal xong, cái mục reflection á là bạn kiếm cho mình một cái map map bẩn mà kiểu như thế này nè, vùng tối và vùng sáng. Tối là tối hẳn luôn, sáng là sáng sáng hẳn luôn. Nó phân vùng tối và sáng hẳn luôn, sáng ra tối là tối hẳn nha, sáng là sáng sáng rõ ràng luôn nha, chứ đừng có cái kiểu mà nó tối mà một cái vùng tối mà nó xám xám. Tối là tối đen luôn, còn trắng là trắng hẳn luôn. Nó phân vùng như vậy đó. Sau đó là bạn lót vào cái mục phản xạ này này. Bạn lót, sau khi bạn lót vào, bạn tăng thay đổi kích thước để cho cái vùng ướt ướt á, cái vùng mà nó ướt này nó theo ý của bạn, hoặc là bạn xoay góc này theo ý của bạn. Nó cái vùng ướt này nó nhỏ thì bạn tăng kích thước này lên cho nó to lên, và khi bạn lót vào mà cái vùng mà ướt này nó to quá thì giảm kích thước này lại đó. Sau đó thì bạn sẽ được một cái vùng bị đọng nước mà và những cái vùng khô ráo. Bạn muốn mà cả hai cái vùng này nó ướt nặng hơn nữa, nghĩa là nó tạo ra cái hiệu ứng là nó ẩm ướt hơn nữa, thì bạn giảm cái này xuống. Bạn càng giảm á, thì nó càng thể hiện được là cái đường của mình nó ướt càng nhiều. Bạn càng kéo xuống á, thì cả hai vùng này nó đều tăng cái độ ẩm ướt lên, vậy thôi. Có nghĩa là nó càng tối thì nó càng phản xạ nhiều, mà cái hiệu ứng phản xạ này nó sẽ làm giống như là cái hiệu ứng là đường ướt nước mưa. Đẹp mà, mình thấy đẹp mà. Cho nó 50 luôn. Vậy là xong. Mà thường không đến mức này đâu, mình nghĩ tầm khoảng cỡ 70 là nhìn nó hợp lý, cái chỗ ướt có chỗ không, chứ mà ướt quá thì nhìn nó trời thì nắng mà nước thì ướt, giống như vừa mới tưới nước vậy đó. Rồi, buổi hôm nay đó là kết thúc làm cái cách làm cái đường ướt nước mưa thì chỉ có như vậy, đơn giản vậy thôi. Chủ yếu là bạn kiếm cho mình được cái map này, cái map mà thể hiện được cái vết nước mưa. Lưu ý cái kích thước này và để ý cái chỗ này. Rồi xong rồi, cảm ơn bạn. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình.